Chào quý vị và các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của em Quyền ở chợ gạo Tiền Giang để tiếp tục chia sẻ cho quý vị bạn xem thêm một số cái mai phôi. Thì quý vị bạn xem và giao lưu với em Quyền nhé. Rồi chào em Quyền, nay mình có mấy cây mai phôi giao lưu em. Dạ chào anh, chào các cô chú và các anh chị. Hôm nay con có về được một số lô mai và 44 cây mai phôi đẹp. Xin giao lưu với các cô chú và các anh chị. Rồi mình cô ship thêm. Anh chị ủng hộ cho con. Rồi mình ship thêm em. Dạ trên 1 triệu thì con bao ship. Trên 1 triệu em, bao ship toàn quốc ha. Dạ. Rồi mình bắt đầu đo hình thân ha. Dạ. Đầu tiên là lô ha, cây đẻ em. Lô số 1 mấy cây em? Dạ 3 cây. 3 cây ha. Rồi giá nhiêu? Dạ 3 cây giá 1 triệu. Giá 1 triệu ha. Rồi hình thân luôn. 10. 10 hoành. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 59. Chiều cao là 59. Rồi cây kế bên luôn. 12, 11. 49. Chiều cao là 49. Rồi cây kế bên luôn. 13. Rồi chiều cao luôn. 79. Chiều cao là 79. Rồi xem vòng luôn. Lô số 1 này con xin giao lưu với giá là 1 triệu. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho con. Rồi tiếp theo luôn em. Tiếp theo là lô số 2 có mấy cây em? Lô số 2 có 3 cây. Rồi giá nhiêu? Giá 1 triệu luôn. Giá 1 triệu luôn quý vị ơi. Rồi anh Thăng luôn. Rồi anh Thăng luôn. Cái này thì giá 12. 12. Chiều cao là 53. Chiều cao là 53. Rồi cây kế bên luôn em. 12. 12. Chiều cao là 66. Chiều cao là 66. 15. 15. Rồi chiều 3 luôn em. Chiều cao là 39. Rồi sang dòng 3 luôn. Cây này con giao lưu với giá là 1 triệu. Mong cô chú ủng hộ cho con. Cái này em xử lý phải không? Xử lý rồi. Dạ xử lý rồi. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là lô số 3 có mấy cây em? Dạ lô số 3 có 2 cây. Rồi giá nhiêu luôn? Dạ giá 800 ngàn. 800 ngàn ha. Rồi thành thân. Dạ 11. 11 hoành. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 59. Chiều cao là 59. 12. 12 hoành. Chiều cao là 69. Rồi em sang dòng luôn. 2 cây giá 800 ngàn. Mong cô chú ủng hộ cho con. Rồi tiếp theo luôn. Dạ lô số 4 con có 2 cây. Rồi giá nha. 800 ngàn luôn. Giá 800 ngàn ha. Dạ. Rồi tăng luôn. Dạ 14. 14 hoành. Chiều cao là 59. Chiều cao là 59. Rồi cây kế bên luôn. Dạ 12. 12 hoành. Chiều cao là 79. Chiều cao là 79. Rồi em xem vòng luôn. Lô số 4 này là 800 ngàn. Mong cô chú đây, hỏi đây. Rồi em xem. Rồi tiếp theo cây này số 1. Tiếp theo là cây số 1. Rồi hành thân luôn. Hoành thân là 14. 14 đúng. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 79. Chiều cao là 79. Cây số 1 con xin giao lưu với giá là 700 ngàn. Giá 700 ngàn quý vị ơi. Cây số 1. Mong cô chú ủng hộ cho con. Đây tới đây. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 2. Dạ cây số 2. Rồi hành thân luôn. Hoành thân là 16. 16 hoành. Chiều cao là 77. Chiều cao là 77. Cái số 2 con xin giao lưu với giá là 700 ngàn. Giá 700 ngàn quý vị ơi. Mong cô chú ủng hộ cho con. Đây, để đây.
Rồi tiếp theo. Tiếp theo là cây số 3. Rồi tăng luôn. Quỳnh Thân là 15. 15 đúng. Rồi chiều cao đây. Chiều cao là 69. Chiều cao là 69. Rồi em xem giọng. Cây số 3 con xin vô lưu với giá là 700 ngàn. Giá 700 ngàn quý vị ơi. Cây số 3. Đây để đây. Rồi xe xe cho em xe, xe. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 Quỳnh Thân là 14. 14 rồi. Đổ phiên mãi luôn nha quý vị. Có chị Hao em. Rồi chiều cao lên. Chiều cao là 96. Chiều cao là 96. Rồi xe dần luôn. Cây số 4 con xin vô luôn với giá là 600 ngàn. Giá 600 ngàn quý vị ơi. Đây để đây. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 5. Tiếp theo là cây số 5. Rồi anh tăng luôn. Là 17. 17 Hoành. Chiều cao là 86. Chiều cao là 86. Rồi em sang dòng luôn. Cây số 5 con xin giao lưu với giá là 800 ngàn. Giá 800 ngàn quý vị ơi. Cô chú hỏi cho tao. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số mấy em? Cây số 6. Số 6 rồi tăng luôn. Quỳnh Thân là 17. 17 rồi. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 89. Chiều cao là 89. Rồi cây số 6 con xin giao lưu với giá là 800 ngàn. Giá 800 ngàn quý vị ơi. Đây để đây. Rồi tiếp theo em. Tiếp theo là cây số 7. Tiếp theo là cây số 7. Rồi tăng luôn. Dạ 15. 15 quanh. Chiều cao là 79. Chiều cao là 79. Cây số 7 con xin giao lưu với giá là 600 ngàn. 600 ngàn quý vị ơi. Cây số 7. Đây để đây. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 8. Rồi hành thân luôn. Dạ 16. 16 hoành. Rồi chiều cao. Chiều cao là 79. Chiều cao là 79. Cây số 8 con xin giao lưu với giá là 600 ngàn. Giá 600 ngàn quý vị ơi. Đây. Con cô chú hỏi cho con. Rồi tiếp theo luôn. Cây số 9. Tiếp theo là cây số 9. Rồi hành thân luôn. Dạ 18. 18 quanh. Chiều cao là 73. Chiều cao là 73. Rồi em xem vòng. Cây số 9 con xin giao lưu với giá là 900 ngàn. Giá 900 ngàn quý vị ơi. Quá đẹp luôn. Đây này ha. Quá đẹp. Rồi tiếp theo luôn. Cây số 10. Tiếp theo là cây số 10. Rồi thân lên. Dạ 16. 16 quanh. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 85. Chiều cao là 85. Cây số 10 con xin giao lưu với giá là 800 ngàn. Đây, đây, đây. Mong cô chú ủng hộ cho con. Giá 800 ngàn quý vị ơi, cây số 10. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 11. Cây số 11. Rồi, thân lên. Dạ 17. 17 rồi. Chiều cao là 83. Chiều cao là 83. Số 11 con xin giao lưu với giá là 700 ngàn. Giá 700 ngàn quý vị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Số 12. Tiếp theo là cây số 12. Rồi. Dạ 15. 15 quanh. Chiều cao là 95. Chiều cao là 95. Cây số 12 con xin giao lưu với giá là 800 ngàn. Giá 800 ngàn quý vị ơi. Đây để đây. Để nào quý vị ơi. Rồi theo luôn. Cây số 13. Tiếp theo là cây số 13. Quỳnh Thân là 15. 15 quỳnh. Rồi chiều cao lên.
Chiều cao là 69. Chiều cao là 69. Cái số 13 con xin giao lưu với giá là 700.000. Giá 700.000 quý vị ơi. Đây, để đây. Rồi, tiếp theo luôn. Cây số 14. Tiếp theo là cây số 14. Dạ 12. 12 quanh. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 65. Chiều cao là 65. Cây số 14 con xin giao lưu với giá là 700.000. Giá 700.000 quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. Cây số 15. Tiếp theo là cây số 15. Hoành thân là 10. 10 hoành, rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 52. Chiều cao là 52. Con xin giao lưu với giá là 600.000. Đây, ở đây đây. Rồi, tiếp theo luôn. Cây số 16. Tiếp theo là cây số 16. Rồi, hoành thân luôn. Dạ 13. 13 hoành. Chiều cao là 43. Chiều cao là 43. Rồi em xem dòng. Con xin giao lưu với giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi. Cái lùng lực quý vị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Cây số 17. Tiếp theo là cây số 17. Dạ 14. 14 vành. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 51. Chiều cao là 51. Con xin giao lưu với giá là 500.000. Đây, ngồi đấy đây. Rồi, tiếp theo luôn. Cây số 18. Tiếp theo là cây số 18. Hoành thân là 14. 14 hoành. Chiều cao là 49. Chiều cao là 49. Rồi, xe dòng. Số 18 con xin giao lưu với giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi. Cây số 19. Tiếp theo là cây số 19. Dạ 12. 12 hoành. Chiều cao là 69. Chiều cao là 69. Rồi xe dòng. Cây số 19 con xin giao lưu với giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi. Rồi theo luôn. Tiếp theo là cây số 20. Rồi, tăng luôn. Dạ 13. 13 đúng. Chiều cao là 73. Chiều cao là 73. Cây số 20 con xin giao lưu với giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi. Đây, để đây. Rồi, tiếp theo đây. Số 21. Tiếp theo là cây số 21. Hoành thân là 16. 16 hoành. Rồi chiều cao lên. Chiều cao là 53. Chiều cao là 53. 21 này con xin giao lưu với giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi. Để đây. Rồi tiếp theo luôn. 22. Tiếp theo là cây số 22. Dạ 11. 11 hoành. Rồi chiều cao lên. Chiều cao là 65. Chiều cao là 65. 22 con xin giao lưu với giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi. Mong cô chú ủng hộ cho con. Hạnh phúc luôn quý vị ơi. Rồi, theo luôn. 23. Tiếp theo là cây số 23. Hoành thân là 13. 13 hoành. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 54. Chiều cao là 54. 23 này con xin giao lưu với giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi. Rồi, 24. Tiếp theo là cây số 24. Hoành thân là 10. 10 hoành. Rồi chiều cao lên. Chiều cao là 66. Chiều cao là 66. 24 này con xin giao lưu với giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị ơi. Quá đẹp luôn. Đây, bữa đấy đây. Quá hàng. Rồi, tiếp theo luôn. 25.
Tiếp theo là cây số 25. Hoành thân là 13. 13 hoành. Chiều cao là 59. Chiều cao là 59. Rồi, xe dòng. 25 này con xin giao lưu với giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi. Để đây. Rồi, tiếp theo này. 26. Tiếp theo là cây số 26. Hoành thân là 10. 10 hoành. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 68. Chiều cao là 68. Số 26 này con xin giao lưu với giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị ơi. Rồi, tiếp theo. 27. Tiếp theo là cây số 27. Ủ nở luôn quý vị ơi. Hoành thân là 10. 10 hoành. Rồi, chiều cao lên. Chiều cao là 59. Chiều cao 59. 59 ha. 27 này con xin giao lưu với giá là 500.000 luôn. Giá 500.000 quý vị ơi. Tiếp theo này. 28. Tiếp theo là cây số 28. Hoành thân là 13. 13 hoành. Rồi, chiều cao lên. Chiều cao là 79. Chiều cao là 79. Số 28 này con xin giao lưu với giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị ơi. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho con. Rồi, tiếp theo. 29. Tiếp theo là cây số 29. Dạ 11. 11 hoành. Chiều cao là 69. Chiều cao là 69. 29 này con xin giao lưu với giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị ơi. À, 30. Tiếp theo là cây số 30. Cái 30 này để trải cô chú ơi. Hoành thân là 13. 13 hoành. Chiều cao là 49. Chiều cao là 49. 30 này con xin giao lưu với giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi. Để trải đặt gọt luôn. Rồi, tiếp theo luôn. 31. Tiếp theo là cây số 31. Hoành thân là 14. 14 hoành. Chiều cao là 82. Chiều cao là 82. 31 này con xin giao lưu với giá là 800.000. Giá 800.000 quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. 32. Tiếp theo là cây số 32. Hoành thân là 13. 13 hoành. Chiều cao là 75. Chiều cao là 75. 32 này con xin giao lưu với giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị ơi. Nghe chỗ này bị nứt da rồi con đó, trét keo lại rồi nha cô chú. Không sao, cây okay, chỗ này cứng đó, không sao. 13. 13 hoành. 62. Chiều cao là 62. 33 này con xin giao lưu với giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi. 34. Tiếp theo là cây số 34. Hoành thân là 15. 15 hoành. Chiều cao là 75. Chiều cao là 75. 34 này con xin giao lưu với giá là 700.000. Giá 700.000 quý vị ơi. Quá đẹp luôn. Đây đây. 4. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho con. 35. Tiếp theo là cây số 35. Hoành thân là 14. 14 hoành. Chiều cao là 69. Chiều cao là 69. 35 này con xin giao lưu với giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi. 36. Tiếp theo là cây số 36. Hoành thân là 13. 13 hoành. Chiều cao là 69. Chiều cao là 69. Số 36 này con xin giao lưu với giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi.
Rồi, tiếp theo luôn. 37. Tiếp theo là cây số 37. Quanh thân là 10. 10 quanh. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 66. Chiều cao là 66. 37 con xin giao lưu với giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. 38. Tiếp theo là cây số 38. Quanh thân là 15. 15 quanh. Chiều cao là 56. Chiều cao là 56. 38 con xin giao lưu với giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị ơi. 39. Tiếp theo là cây số 39. Này chuẩn bonsai luôn nha cô chú. Lùng lực ha. Dạ cây dữ lắm. Dạ 16. 16 quanh. Chiều cao là 29. Chiều cao là 29. Số 39 này con xin giao lưu với giá là 800.000. Giá 800.000 quý vị ơi. Đây này, khẩu đầy bát luôn. À, 40. Tiếp theo là cây số 40. Dạ 12. 12 quanh. Rồi chiều bay luôn. Chiều cao là 45. Chiều bay là 45. 40 này con xin giao lưu với giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho con. Quá đẹp luôn. À, tiếp theo. 41. Tiếp theo là cây số 41. Quanh thân là 14. 14 quanh. Chiều cao là 46. Chiều cao là 46. Con xin giao lưu với giá là 700.000. Giá 700.000 quý vị ơi. À, 42. Theo là cây số 42. Quanh thân là 12. 12 quanh. Rồi, chiều bay luôn. Chiều cao là 39. Chiều bay là 39. 42 này con xin giao lưu với giá là 700.000. Giá 700.000 quý vị ơi. Đế sổ luôn quý vị ơi. Đế sổ quá đẹp luôn. Ông cô chú anh chị ủng hộ cho con. 43. Tiếp theo là cây số 43. Quanh thân là 14. 14 quanh. Chiều cao là 46. Chiều cao là 46. 43 này con xin giao lưu với giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị ơi. Rồi, tiếp theo. 44. Tiếp theo là cây số 44. Cây 44 này hình thức. Dạ 13. 13 quanh. Chiều cao là 38. Chiều cao là 38. Luôn. 44 này con xin giao lưu giá là 800.000. Giá 800.000 quý vị ơi. Thành thú ha. Thành thú quá đẹp luôn. Rồi, theo luôn. Dạ hết cây cuối. Hết cây em. Dạ con mong cô chú anh chị ủng hộ cho con để con có động lực làm lô tiếp theo. Rồi, cảm ơn em Quyền nhiều ha. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu mua vàng liên hệ số của em Quyền để thần tư đề video quý vị vào xem và liên hệ em Quyền để thần giao lưu nhé. Rồi video mình cũng tạm dừng tại đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.